Nhưng tiểu ớt đã tìm kiếm khắp nơi, tìm được một cây trúc không đáng giá một xu, làm thành can sáo tặng cho tỷ tỷ. Để làm quà tặng chuộc tội thì có ai lại tặng quà mà không đáng giá một xu chứ. Nếu như tỷ tỷ không thích vậy thì quà đã tặng rồi, ta lại cứ chuyện lấy lại chứ. Con cái ta thường ngày luôn nói ngược, trước giờ ta chưa thấy nó thích ngôi vật nào như thế này cả. Nhiều chuyện. Chúng ta ra ngoài đi. Đi thôi. Ta đã nhận món quà lớn của người, có chén trà mà người uống vậy. Ngồi đi. Uống thử xem chén trà này có đắng hay không. Trà có vị ngọt. Chỉ tiếc rằng tấm Giang Kha Kha không thể uống trà ngon ngọt như thế này. Tấm Giang Quynh chỉ để kế chiêu hàng của Ngân Sơn, và cả ngày mặt mũi uổng rũng, ăn ngủ không yên. Còn hơn thế nữa, tỷ tỷ, từ sau khi đại náo Đông Kinh, triều đình phái Trần Thái Quý đến chiêu hàng, đặc biệt tối phòng từ ngưỡng lên để huynh đệ chúng tôi xử lý chiếu thư đó. Sau đó Cao Thái Quý dẫn binh đến tấn công Lương Sơn, nhưng bị đại quân Lương Sơn đánh bại. Hắn cũng bị bắt lên núi Lương Sơn, có lẽ phải lấy mạng hắn ta. Nhưng vì Tống Giang Quynh dùng hết sức lực cho đệ tứ Diêu Hàng nên tha mạng cho hắn, cao cầu cũng đã thề thì rằng sau khi quay về kinh thành sẽ tâu giấy thánh thượng đến Lương Sơn chiêu hàng. Hắn tu trận lại còn bị diệt binh hủy tướng, sao lại dám tâu giấy thánh thượng thì tỷ nói đúng. Nhưng cao cầu đó sau khi về kinh thì giải bệnh nằm yên trong phủ phòng lên triều. Tấn Giang Quynh biết hắn là kẻ tiểu nhân nhưng mân bội nghĩa, thì phái tiểu đệ đến đây khấn cầu tỷ tỷ tâu giấy thánh thượng quy định Lương Sơn chúng tôi lấy thiên hành đạo chủ ý chiêu hàng. Hôm nay người đến thật đúng lúc, chuyện quan nhân chiều nay sẽ đến đây. Nhưng ta có nói với hắn 108 hậu hán Lương Sơn đều là người trung nghĩa, hắn sẽ không tin đâu. Tỷ tỷ, tiểu đệ còn một chuyện muốn khẩn cầu tỷ tỷ giúp.
Nữ nhân bên ngoài của người đem thư đến. Người đem thư đến là ai? Hắn là họ đó, Sơn Tông, đến từ Sơn Đông. Sơn Đông. Đại nhân, Chiêu Hằng, đại nhân lẫn huynh đệ tiên nhiệm của tôi, hai người cùng vui vẻ. Kẻ gian tòng quyền trong triều, tâm tình của kẻ dưới lì khó có thể nào diễn đạt. Một ân công không tiếc lời đề tấu trước mặt thiên tử, đốc thúc Chiêu Hằng. Đóng giang. Nô tỳ kiến bệ hạ. Nào, mau đứng dậy. Nào, ngồi gần chẳng. Thưa sư, mau nói chẳng biết gần đây có xảy ra chuyện gì không? Bệ hạ, nô tỳ có một biểu đệ. Biểu đệ của cậu là bị lưu lạc từ nhỏ nay đã quay trở về, muốn được gặp mặt bệ hạ. Nô tỳ không dám tự tiện làm chủ, mong bệ hạ định đoạt. Đó là biểu đệ của sư sư thì tất nhiên là có thể mau ra đây nè. Huynh đệ, để ra đi nào. Tiểu nhân cống kiến thánh thượng. Đứng dậy đi. Tạ thánh thượng. Không mẫu danh là tiểu biểu đệ của sư sư, thật là tướng túng. Hay, hay lắm. Đang giao sáo của hai người hòa tấu, quả nhiên thật là tuyệt vời. Nhưng âm thanh từ sáo của ngươi chẳng nghe được sự ai oán. Hôm nay ngươi đến gặp chẳng, có phải là có chuyện muốn nói với chẳng không? Tiểu nhân người đầy tội, không dám tâu với thánh thượng. Chẳng sẽ tha tội cho ngươi. Có chuyện gì thì cứ nói. Đại nhân, họ Yến Thanh, tên khốn Yến Thánh Thượng, bình thân. Yến Thanh, trẫm thấy ngươi là một người có tài, cũng không phải là đồ đệ của kẻ gian, ta lại xưng là tội nhân. Tiểu nhân là đầu lĩnh bộ quân Thủy Bạc Lương Sơn. Thủy Bạc Lương Sơn. Trẫm nhớ ra rồi. Cô chính là kẻ đứng bên cạnh Tống Văn và Tết Nguyên Tiêu năm ngoái. Đúng là tiểu nhân. Bốn tập Lương Sơn, ngươi thật to gan. Đáng dùng cái này để gặp chẳng mà.
Người có biết chỉ cần một câu nói của trẫm, ta có thể diệt cả cửu tộc và ngươi không? Tiểu nhân mạo hiểm để gặp thánh thượng là có chuyện muốn nói. Được, nói ra xem nào. Thánh thượng, trên đại cờ của Lương Sơn có viết chữ Thế Thiên Hành Đạo, Đường Thiết Trương Bỉa, không dám thành chiếm châu phủ, không hiếp đáp dân lành, chỉ giết bọn Phan Khoan Ôn lại, bọn tiểu nhân gian ác, chỉ mong sớm chiêu hàng, có miếng sức lực phục dụng cho đất nước. Nhưng chẳng nhiều lần hạ thánh chỉ chiêu hàng, má các ngươi vẫn từ chối chiêu hàng, từ chối khuất phục. Thánh thượng không biết rồi, chuyện chiêu hàng trên chiến thư không nói đến, vì phụ pháp thương tật. Còn tâm quan đã đổi rượu ngon của thánh thượng thành rượu thối, thay đổi chủ ý chiêu hàng Phan Dung đại lượng của thánh thượng. Chuyện này thật chứ? Thiết thực là như vậy. Sau đó Đường Khương Mật dẫn đại binh đến tiến đánh Lương Sơn, trong hai trận bại dưới tay Lương Sơn, bỏ cả mũ giáo giáp mà trốn chạy. Sau đó ta thấy quý chỉnh đốn quân mã, bắt người dân làm thuyền chiến để tiếp tục tấn công Lương Sơn. Và ba trận chiến đã bại dưới tay Lương Sơn, còn bị bắt thì Lương Sơn. Tào Tây Vĩ nhận lời quân đệ Lương Sơn tôi, tỉnh tấu nhất thánh thượng chuyện chiêu hàng. Không ngờ sau khi cao thứ quý về đến Lương Sơn, giả bệnh nằm yên trong phủ không chịu lên triều. Lời mà ngươi nói chẳng hoàn toàn không biết. Quá trình đánh dẹp chiêu hàng mà ngươi nói, cao cầu đồng bán nói với chẳng hoàn toàn khác. Chẳng nên tin ai đi. Thánh thượng, tiểu nhân liều chết đến đây, tiểu nhân không dám nói láo. Sao đã có chuyện này? Thánh thượng bất giận, bọn tặc loạn thần tiền, hại nước hại dân thì quân phạm thượng. Diễn thành tống giang cùng các tướng sĩ, chỉ nhiều thật sự có ý chiêu hàng, hắn nhất định sẽ tự tàn giết ký thư để an ủi tấm lòng trung quân báo quốc của các tướng sĩ Lương Sơn. Diễn thành xin hai tống giang cung và quân đệ Lương Sơn cố tạo thánh ân. Năm ngoái trẫm lệnh ngươi dẫn 10.000 đại quân đánh dẹp bọn tặc Lương Sơn, thắng bại ra sao? Gửi bẩm thánh thượng, ngàn quá di thần dẫn đại quân tiến đánh thủy bạch Lương Sơn, di thần chưa dốc hết sức mình đánh đành chịu giới khí hậu mùa hè gây gắt, binh sĩ nhiễm bệnh.